bà ra tay trộm tiền, còn cháu không biết giấu mặt đi đâu. Rồi, như vậy là bà đang sờ một cái túi màu xanh. Nhìn rồi. Vâng, rồi, như vậy là bà cầm lên rồi. Trong đó có tiền và chiếc điện thoại của chủ quán. Bà gói gói rồi. Gói nhìn rồi, kẹp luôn nách luôn. Rồi sau đây, hãy cùng xem diễn biến hấp dẫn tiếp theo. Rồi như vậy bà sau khi lấy cái túi xong thì đi ra xe rồi. Còn đây là hai mẹ con là đi chở bà đi theo cùng đấy. Hai mẹ con thì đang mua đồ gì đó, còn bà đã nhanh tay nhanh mắt và bà đã cầm luôn cái túi rồi. Chủ quán phát hiện rồi. Rồi. Gọi điện thôi, cho điện coi. Rồi coi camera đi thế nào. Đấy, hai mẹ con nhìn nhau ngơ ngác luôn. Không ngờ bà lại ra tay nhanh như vậy đấy. Không biết giấu mặt đi đâu luôn. Ủa, chán thật luôn. Các bạn chúng ta đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.